nhằm góp phần thừa kế, phát triển và tôn vinh những giá trị của nền âm nhạc truyền thống, đồng thời tìm kiếm và phát hiện những giọng ca mới cho sân khấu cải lương truyền hình. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi Chuông vàng giọng cổ lần 3 năm 2008. Thể lệ tham gia cuộc thi như sau. 1. Các thí sinh nam nữ, độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi trong cả nước yêu thích nghệ thuật cải lương đều có thể đăng ký dự thi. 2. Các thí sinh đến ghi danh mang theo một tấm ảnh 3x4, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ cần thiết có dán ảnh để tính độ tuổi theo quy định. 3. Thời gian đăng ký: buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Tại 4 địa điểm như sau. A. Tại Bạc Liêu, ghi danh từ ngày 8 đến 14 tháng 9 năm 2008, địa điểm Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, số 125 đường Hai Bà Trưng, phường 3, thị xã Bạc Liêu, ngày thi sơ tuyển 15 tháng 9 năm 2008. B. Tại Cần Thơ, ghi danh từ ngày 10 đến 16 tháng 9 năm 2008, địa điểm Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ, khu Bãi Cát, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, ngày thi sơ tuyển 17 tháng 9 năm 2008. C. Tại Tiền Giang, ghi danh từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 9 năm 2008, địa điểm Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang, số 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, ngày thi sơ tuyển 19 tháng 9 năm 2008. D. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ghi danh từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 9 năm 2008, địa điểm tại Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, ngày thi sơ tuyển 22, 23, 24 tháng 9 năm 2008. 4. Các thí sinh ăn mặc đẹp, lịch sự và có thái độ đúng mực trong việc ghi danh và tham gia các vòng thi. 5. Các thí sinh dự vòng sơ tuyển hát 2 câu giọng cổ tự chọn đã đăng ký. 6. Sau vòng thi sơ tuyển tại các khu vực, ban tổ chức sẽ chọn 30 thí sinh vào vòng bán kết được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh chung kết của các lần thi trước được ưu tiên tuyển thẳng vào vòng bán kết, riêng các thí sinh đã được chuông vàng, chuông bạc và giải ba không được đăng ký dự thi. 7. Kể từ vòng chung kết, 10 thí sinh sẽ được tổ chức bồi dưỡng thêm các kiến thức về ca diễn giúp hoàn thành tốt các bài thi của thí sinh. 8. Các thí sinh được chọn vào đêm chung kết sẽ nhận được những giải thưởng có giá trị. 9. Các thông tin về cuộc thi sẽ được thông báo trong các buổi phát hình trên HTV, trên website www.chuongvanggiongco.vn, trên sóng FM và trước cổng đài. Ban tổ chức cuộc thi Chuông vàng giọng cổ lần 3 năm 2008. Kính thưa quý vị, chào mừng 63 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2008. Chương trình truyền hình trên kênh HTV7 tối nay từ 19 giờ gửi đến quý vị và các bạn những tiết mục sau đây. 19 giờ chương trình khuấy động nhịp đam mê, 19 giờ 30 phút bé khỏe bé ngoan, viêm tai giữa ở trẻ, 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ, 20 giờ chương trình chung sức, 21 giờ ký sự hành trình theo chân Bác, 21 giờ 10 phút nốt nhạc vui, 22 giờ những nẻo đường đất nước, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút bán kết cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình năm 2008, 23 giờ 40 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 3 tháng 9 gồm có những tiết mục sau đây: 0 giờ 5 phút câu lạc bộ thể thao nữ thế giới, 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Hoa Thủy Tinh tập 16, 1 giờ 30 phút du lịch vòng quanh thế giới Roma, 2 giờ thời trang và cuộc sống, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Những ngọn nến trong đêm tập 33, 3 giờ 20 phút ca nhạc dân tộc giai điệu quê hương, 3 giờ 50 phút khám phá không thể chẩn đoán lây lan khắp mọi nhà phần 2. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình.